Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, thì thân tâm thanh tịnh, chẳng phải như thân của người thường luôn bị tám vạn bốn ngàn hộ trùng gây hại. Vì sao? Vì các Bồ Tát ấy, thiện căn tăng trưởng vượt khỏi thế gian thọ thân hình trong ngoài thanh tịnh, nên không có các loại trùng gây hại thân thể. Thiện căn như thế dần dần tăng trưởng và cứ như vậy thân tâm càng thanh tịnh. Do nhân duyên này, các Bồ Tát ấy thân tâm kiên cố giống như kim cương, chẳng bị nghịch duyên xâm phạm não hại. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao mà Đại Bồ Tát ấy thân tâm được thanh tịnh như thế? Phật dạy: Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy các thiện căn như thế dần dần tăng trưởng, và cứ như vậy do sức thiện căn mà thân tâm du nịnh quanh co được trừ diệt, cho đến tận cùng đời vị lai rốt ráo chẳng khởi lên, do đó mà được thân tâm thanh tịnh. Lại nữa thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy thiện căn như thế dần dần tăng trưởng, và cứ như thế nghiệp thân ngữ ý, vì do sức thiện căn làm trong sạch nên xa lìa tất cả uế trược tà vậy, do đó mà thân tâm được thanh tịnh. Vì thân tâm thanh tịnh nên vượt qua địa vị thanh văn và độc giác, an trụ địa vị Bồ Tát kiên cố bất động. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì chẳng xem trọng lợi dưỡng, chẳng màng danh dự, đối với các đồ ăn uống, y phục, đồ nằm, phòng xá, của cải đều chẳng tham nhiễm, tùy thọ 12 công đức đầu đà nhưng hoàn toàn không ỷ lại. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì thường tu bố thí ba la mật đa, tâm sang tham rốt ráo chẳng khởi, thường tu tịnh giới ba la mật đa, tâm phạm giới rốt ráo chẳng khởi, thường tu an nhẫn ba la mật đa, tâm sân giận rốt ráo chẳng khởi, thường tu tinh tấn ba la mật đa, tâm giải đãi rốt ráo chẳng khởi, thường tu tịnh lự ba la mật đa, tâm tán loạn rốt ráo chẳng khởi, thường tu bát nhã ba la mật đa, tâm ngu si rốt ráo chẳng khởi. Do đó các tâm ganh ghét, du nịnh, dối trá, kiêu căng, phóng túng, che khuất, não hại cũng vĩnh viễn chẳng khởi. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì tuệ giác kiên cố, có khả năng ngộ nhập sâu xa, lắng nghe chánh pháp, cung kính tín thọ, tùy theo pháp thế và xuất thế đã nghe, đều có khả năng dùng phương tiện hội nhập nghĩa thú bát nhã ba la mật đa sâu xa. Các sự nghiệp đã tạo tác trong thế gian cũng do bát nhã ba la mật đa mà hội nhập pháp tánh, chẳng thấy có một sự việc nào nằm ngoài pháp tánh. Nếu có pháp nào chẳng tương ưng với pháp tánh thì cũng có khả năng dùng phương tiện hội nhập nghĩa thú bát nhã ba la mật đa sâu xa, do đó chẳng thấy có pháp nào nằm ngoài pháp tánh. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển thì dù có ác ma hiện ra trước, hóa ra tám đại địa ngục, lại ở trong mỗi đại địa ngục hóa làm nhiều Bồ Tát, nhiều ngàn Bồ Tát, nhiều trăm ngàn Bồ Tát, nhiều ức Bồ Tát, nhiều trăm ức Bồ Tát, nhiều ngàn ức Bồ Tát, nhiều trăm ngàn ức Bồ Tát, nhiều trăm ngàn ức triệu Bồ Tát, đều bị lửa dữ thiêu đốt xuyên suốt, ai nấy đều chịu nỗi khổ đắng cay, chua chát, độc hại, cùng cực. Hóa làm như thế rồi, nói với các Bồ Tát bất thối chuyển: Đây là các Đại Bồ Tát đều được Như Lai ứng chánh đẳng giác thọ ký bất thối chuyển, nên sanh vào đại địa ngục như thế, luôn luôn chịu các nỗi khổ kịch liệt như vậy. Các ông là Bồ Tát đã nhận sự thọ ký bất thối chuyển của Như Lai ứng chánh đẳng giác, cũng sẽ đọa vào đại địa ngục này chịu các nỗi khổ kịch liệt. Phật thọ ký cho các ông chịu nỗi khổ cùng cực trong đại địa ngục, chứ chẳng phải thọ ký quả vị giác ngộ cao tột bất thối chuyển cho các ông. Cho nên các ông phải mau xả bỏ tâm đại bồ đề mới có thể được thoát khỏi nỗi khổ của đại địa ngục, sanh lên cõi trời hoặc sanh vào cõi người hưởng thụ sự giàu sang khoái lạc. Này thiện hiện, lúc bấy giờ Đại Bồ Tát bất thối chuyển thấy nghe việc này, tâm họ bất động cũng chẳng sợ hãi nghi ngờ, chỉ nghĩ thế này:
Đại Bồ Tát được thọ ký bất thối chuyển mà đọa vào địa ngục bằng sanh quỷ giới A Tố Lạc thì chẳng bao giờ có việc ấy. Vì sao? Vì địa vị Bồ Tát bất thối chuyển nhất định không có nghiệp bất thiện, cũng không có nghiệp thiện mà rước lấy quả khổ. Như Lai nhất định không nói lời hư dối. Những điều Phật dạy đều vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, do tâm đại từ bi mà lưu xuất. Những điều đã thấy nghe nhất định là do ác ma làm ra, nói ra. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế, thì nên biết đó là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu là Đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, giả sử có ác ma, giả dạng sa môn đi đến chỗ vị ấy, nói như thế này. Trước đây ông đã nghe, nên tu bố thí ba la mật đa rốt ráo viên mãn, nên tu tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa rốt ráo viên mãn, thì sẽ chứng quả vị giác ngộ cao tột. Những điều đã nghe như thế đều là tà thuyết, phải mau xả bỏ. Lại, trước đây ông đã nghe nên đối với thiện căn công đức của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử trong quá khứ vị lai hiện tại, từ khi mới phát tâm cho đến trụ pháp, đều sanh tùy hỷ, tập trung tất cả cùng với hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Những điều đã nghe như thế cũng là tà thuyết, phải mau xả bỏ. Nếu ông xả bỏ tà pháp đã nghe thì ta sẽ dạy ông Phật pháp chân thật, khiến ông tu học mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Những điều ông đã nghe trước đây chẳng phải là lời chân thật của Phật, văn tục ấy là loại soạn tập hư vọng. Những điều ta nói mới là lời chân thật của Phật. Thì này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát nghe nói như thế, tâm chấn động sợ hãi nghi ngờ, thì nên biết vị ấy chưa được chư Phật thọ ký bất thối chuyển. Vị ấy đối với quả vị giác ngộ cao tột còn chưa quyết định. Này thiện hiện, còn nếu Đại Bồ Tát nghe nói như thế mà tâm bất động cũng chẳng sợ hãi, nghi ngờ, chỉ theo pháp tánh vô tác, vô tướng, vô sanh mà an trụ. Thì này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy có làm điều gì cũng chẳng tin lời kẻ khác, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bố thí ba la mật đa, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ pháp không nội, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ chân như, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bốn niệm trụ, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ thánh đế khổ, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà an trụ thánh đế tập diệt đạo, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bốn tịnh lự, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu tám giải thoát, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu pháp môn giải thoát không, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bậc cực hỷ, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu năm lại mắt, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu sáu phép thần thông, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu pháp môn tam ma địa, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu pháp môn đà la ni, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu mười lực Phật, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu phép quán 12 chi duyên khỏi theo chiều thuận nghịch, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo,
chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi chứng trí quả dự lưu, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi chứng trí quả nhất lai bất hoàn a la hán, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi chứng trí quả vị độc giác, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi nhập trí bậc chánh tánh ly sanh của Bồ Tát, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà nghiêm tịnh cõi Phật, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà thành thục hữu tình, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà khởi thần thông Bồ Tát, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu trí nhất thiết, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà đoạn tất cả tập khí phiền não tương tục, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu pháp không quên mất, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tu tánh luôn luôn xả, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà tự nhiếp thọ tuổi thọ viên mãn, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà chuyển pháp luân, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà hộ trì chánh pháp, chẳng theo sự chỉ bày của kẻ khác mà hướng đến quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, như A La Hán lậu tận có làm việc gì chẳng tin lời kẻ khác, hiện chứng pháp tánh không nghi không hoặc, tất cả ác ma chẳng có thể làm lay động. Cũng vậy, Đại Bồ Tát bất thối truyền, tất cả thanh văn độc giác ngoại đạo, các ác ma vân vân chẳng thể phá hoại lung lạc tâm họ, làm cho đối với quả vị giác ngộ cao tột sanh thối lui. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy quyết định đã trụ địa vị bất thối truyền, có làm việc gì đều tự tư duy, chẳng phải tin vào kẻ khác mà làm, cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác có dạy bảo còn chẳng tin làm, cũng là tin và làm theo lời của thanh văn độc giác ngoại đạo ác ma vân vân. Việc làm của Bồ Tát ấy nếu chỉ tin vào kẻ khác mà làm thì quyết không có việc đó. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy có pháp nào có thể tin tưởng làm theo. Vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy sắc, chẳng thấy thọ tưởng hành thức có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của sắc, chẳng thấy chân như của thọ tưởng hành thức có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy nhãn xứ, chẳng thấy nhĩ tĩ, thiệt thân ý xứ có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của nhãn xứ, chẳng thấy chân như của nhĩ tĩ, thiệt thân ý xứ có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy sắc xứ, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp xứ có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của sắc xứ, chẳng thấy chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy nhãn giới, chẳng thấy nhĩ tĩ, thiệt thân ý giới có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của nhãn giới, chẳng thấy chân như của nhĩ tĩ, thiệt thân ý giới có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy sắc giới, chẳng thấy thanh hương vị xúc pháp giới có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của sắc giới, chẳng thấy chân như của thanh hương vị xúc pháp giới có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy nhãn thức giới, chẳng thấy nhĩ tĩ, thiệt thân ý thức giới có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của nhãn thức giới, chẳng thấy chân như của nhĩ tĩ, thiệt thân ý thức giới có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy nhãn xúc, chẳng thấy nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của nhãn xúc, chẳng thấy chân như của nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng thấy các thọ do nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra, chẳng thấy chân như của các thọ do nhĩ tĩ, thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy địa giới, chẳng thấy thủy hỏa phong không thức giới có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của địa giới, chẳng thấy chân như của thủy hỏa cũng không thức giới có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy chẳng thấy vô minh, chẳng thấy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của vô minh, chẳng thấy chân như của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử có thể tin tưởng làm theo.
Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy bố thí ba la mật đa, chẳng thấy tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của bố thí ba la mật đa, chẳng thấy chân như của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy pháp không nội, chẳng thấy pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của pháp không nội, chẳng thấy chân như của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy chân như, chẳng thấy pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của chân như, chẳng thấy chân như của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy bốn niệm trụ, chẳng thấy bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của bốn niệm trụ, chẳng thấy chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy thánh đế khổ, chẳng thấy thánh đế tập diệt đạo, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của thánh đế khổ, chẳng thấy chân như của thánh đế tập diệt đạo, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy bốn tịnh lự, chẳng thấy bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của bốn tịnh lự, chẳng thấy chân như của bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy tám giải thoát, chẳng thấy tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của tám giải thoát, chẳng thấy chân như của tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy pháp môn giải thoát không, chẳng thấy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của pháp môn giải thoát không, chẳng thấy chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy năm lại mắt, chẳng thấy sáu phép thần thông, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của năm lại mắt, chẳng thấy chân như của sáu phép thần thông, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy pháp môn Tam Ma Địa, chẳng thấy pháp môn Đà La Ni, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của pháp môn Tam Ma Địa, chẳng thấy chân như của pháp môn Đà La Ni, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy mười lực Phật, chẳng thấy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của mười lực Phật, chẳng thấy chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy quả dự lưu, chẳng thấy quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của quả dự lưu, chẳng thấy chân như của quả nhất lai, bất hoàn, A-la-hán, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy quả vị độc giác, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của quả vị độc giác, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy trí nhất thiết, chẳng thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể tin tưởng làm theo. Cũng chẳng thấy chân như của trí nhất thiết, chẳng thấy chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy, chẳng thấy địa vị phàm phu, chẳng thấy địa vị thanh văn, địa vị độc giác, địa vị Bồ Tát, địa vị Như Lai, có thể tin tưởng làm theo.
cũng chẳng thấy chân như của địa vị phàm phu, chẳng thấy chân như của địa vị thanh văn, địa vị độc giác, địa vị Bồ Tát, địa vị Như Lai có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy chẳng thấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể tin tưởng làm theo, cũng chẳng thấy chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật có thể tin tưởng làm theo. Này thiện hiện, nếu thành tựu các hành trạng tướng như thế thì nên biết đó là đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa thiện hiện, nếu đại Bồ Tát ở địa vị bất thối chuyển, giả sử có ác ma giả dạng bí xô đến chỗ vị ấy nói như thế này: pháp của các ông tu hành là pháp sanh tử, chẳng phải do pháp này mà đạt được trí nhất thiết trí. Này các ông, nên tu đạo hết khổ, mau hết các khổ, chứng nhập niết bàn. Khi ấy ác ma liền nói cho Bồ Tát nghe pháp tương tở đạo, đoạn sanh tử, đó là quán tưởng xương hoặc quán tưởng xanh bầm, hoặc quán tưởng mủ vỡ da, hoặc quán tưởng sình trướng, hoặc quán tưởng trùng ăn, hoặc quán tưởng chuyển thành màu đỏ, hoặc từ, hoặc bi, hoặc hỉ, hoặc xả, hoặc sơ tiền, cho đến